đi xào nhuyễn rồi nhớ đâu đi đóng được. Nhưng mà chưa nhuyễn cứ phải lấy bài là bài tổng hợp như bài lớn. Bài xong mà phân phân căn bản này, phân nửa vòng là 2 này, phân một vòng là 3 này, rồi phân đi ngang là 4 này. Đó. Rồi căn bản nữa phân là 5 cái phần này, cái thành một bài. Đó, là có thể là nhuyễn là đi chơi được rồi, hoặc là đi đôi thì đó là tính sau, không chỉ phải nhuyễn. Cái mấu chốt ở đây là chỉ phải hiểu cái cách học để cho nó của mình. Mình nhớ cái đoạn đường đó, ngã ba đó, ngã tư đó là cái gì, có đèn xanh đèn đỏ hay không, có ngược chiều hay không, có hai chiều hay không. Ví dụ câu 1 và câu 2 thì gấp không, phải đi 3 lần ta mới triển khai cái xoay nửa vòng. Mà có xoay nửa vòng cái đoạn đường đang đi lên đấy, thì nên làm gì đây, trong đầu của mình thì nó không phải đến nơi, tôi tưởng là mẹ đến kia. Rồi bây giờ câu thứ 4 xoay rồi, đến câu thứ 5 thì làm gì, phải có nhanh trí hơn. Đến câu 6 là làm cái gì đây, à là xoay một vòng. Một vòng rồi lại về căn bản để nó có chớn, nó có cái đà, đúng không? Xoay rồi tự dưng làm cái nữa, phăng nữa thì nó chóng mặt. Rồi trở về cái nhịp căn bản của nhịp 1 á, căn bản nó khỏi đàn đấy, chỉ là cái câu bước qua thôi. Rồi câu 8 là mình mới là cái ngang thì cứ lùi bình thường và sàng sàng thẳng người thôi. Rồi câu 9 bình thường thôi, còn cái cuối cùng là câu 10 cũng là căn bản thôi, không có gì là mới cả. Mình quan tâm cái mới, là cái số đếm, đấy nhá. Như vậy nó tạo thì tạo cái mà nó của mình luôn. Và từ cái điều này là mình sẽ sang cái điều khác, mà có là cái kinh nghiệm tập, cái kinh nghiệm nhớ bài. Chứ mang hút cái bài vào trong câu thì phải nhớ đoạn này làm sao, đoạn kia làm sao, mình đoạn uốn lượn với nó thế nào. Đó, thì mình hiểu rồi thì cái người nam mọi điều mình sẽ biết. Ông Nam có cử chỉ, mình biết ông này đang làm gì nhỉ, ông cho ta. Ông đẩy mình ra, ông điều bộ, thôi mình không điều bộ ông ra, đúng không? Đó, ông giật cái tay mình là mình biết. Rồi, như vậy nha, theo lộ trình đó nhé, để cho chị dễ nắm bắt hơn. Rồi, chúng ta cùng nhau là làm việc theo số đếm. Câu nào làm thì lẫn phải làm lại, không có chuyện bỏ qua. Bỏ qua thì lẫn bị lung tung vào lên, đúng không? Đó là một, hai lần thì chuẩn rồi, thì lần sau sai thì hết kinh nghiệm. Nên thì nó sẽ để xào hết cái đêm thành ngân, cũng cứ lại làm bằng đầu, nhưng mà nó bảo. Đầu tiên làm chậm ra này, câu 1. 1, 2, cha cha cha, 2, cha cha cha, 3, 2, cha cha xoay, 4, 2, cha 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 xoay, 5, 2, cha cha cha, 6, 2, cha cha cha, 7, 2, đi điểm ngang, 8, 2, ngang, đó, theo, đó, để cho, 2, ngang, 9, 2, ngang tiếng, 10, 2, chà chà thôi, không làm gì hết. Để nguyên không được bảo chân. Khi nào về chỗ bảo chân thì đang phải chú ý biết là có thể tư thế mà để mà ok, nháo, đúng không? Để chân phải đi tiếp. Và đến nữa thì chân phải sẵn sàng đi, bất công là chuẩn bị đầu. Vì chúng ta mới, ta chả biết chân nào đi chân nào. Mà chúng ta đảo chân lung tung thì chúng ta không mất công, ta sắp chân lại, chỉ quan tâm đứng nguyên là đứng nguyên, là đấy là đi nha. Và chúng ta cùng nhau số bao nhiêu chúng ta làm gì là mấy lần đầu thôi. Và đến đây, 1, 2 cha cha cha, 2, 2 cha cha cha, 3, 2 cha cha cha, 4, 2 cha cha xoay, 5, 2 xoay một vòng, 6, 2 về căn bản, 7, 2 chuẩn bị đi ngang, 8, 2 ngang, 9, 2 ngang tiến, 10, 2 chà chà lui, 1 chà lại 2 chà chà tiến, 2, 2 chà chà chà, 3, 2 chà chà chà, 4, 2 chà chà xoay, 5, 2 xoay một vòng, 6, 2 chà chà căn bản, 7, 2 chuẩn bị đi ngang, 8, 2 ngang, 9, 2 ngang tiến, 10, 2 lùi ban đầu, 1, 2 cha cha cha, 2, 2 cha cha cha, 3, 2 cha cha cha, 4, 2 cha cha xoay, 5, 2 là một vòng, 6,
2, đặt trà lui 7, 2, chuẩn bị đi ngang 8, lui ngang 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 9, 2, ngang 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 10, 2, lùi ban đầu 1, 2, chà 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 2, 2, chà 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 3, 2, chà 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 4, 2, 3, 4, 5, 6, cha 4 2 xoay bên trái 5 2 6 1 vòng 6 2 lùi căn bản 7 2 chuẩn bị đi ngang 8 lùi ngang 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 9 lùi ngang ngang 9 10 2 lùi từ thôi 1 1 từ đầu này kỹ năng luôn, không cần đếm là đúng đúng lộ trình luôn. À, không cần đếm thì mẫu nó vào nha, không cần đếm hết. Nhiều khi không mà đến nó có quên vô lẫn không sao hết, cứ đúng nhịp được rồi. Mà kể cả con đến hay nữa, con lẫn con quên thì phải dứt khoát. Giả sử tô 8 mà chỉ đi tô 7 không sao hết. 2, 3, 1, 2, cha 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 2, 2, cha 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 3, 2, cha 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 4, 2, cha 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 5, 2, cha 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 6 nào, 6, 2, cha 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 7, 2, chà 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 8, 2, ngang ngang ngang. Rồi, và đúng lộ trình nha, hướng nhà thì hướng đúng lộ trình luôn. À, hay về nhà mình ôn lại đúng câu đó là nó của mình. Còn về tôi chả biết câu này nó làm gì. Học hoài không có biết, cái gì không nhớ gì đó. Mà học không có đúng cái logic này, nó không nhớ là đúng rồi. Học đâu mà không logic cũng không nhớ được. Câu thứ mấy làm gì ra sao thì mình sẽ thuộc ngay. Đấy chậm nha. 2, 3, 1, 2, chà 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 2, 2, chà 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 3, 2, chà 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 4, 2, chà 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 5, 2, xoay 1 vòng 6, 2, chà 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 7, 2, chuẩn bị ngang 8, 2, ngang 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 9, 1, 2, lùi căn bản 1, 2, chạy 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 2, 2, chạy 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 3, 2, chạy 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 4, 2, chạy 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 5, 2, chạy 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 6, 2, chạy 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 7, 2, chạy 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 8, 2, chạy 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 9, 2, chạy 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 10, 2, chạy 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 1, 2, 3, chúng ta luyện trí nhớ ở chỗ đó.